tất cả mọi người. Hôm nay ngày 24 tháng 9 năm 2020, chúng ta đang ở trường dạy nghề Thanh Xuân, địa chỉ thứ nhất số 83 Trường Phúc, Thanh Xuân, Hà Nội. Thì hôm nay thì có bạn, em tên là gì nhỉ? Phạm Đức Thắng ạ. Phạm Đức Thắng, học lớp điện ô tô. Thì bạn ấy đủ 18 tuổi rồi, hôm nay vừa thi lớp 12 xong. Thì có xin giấy xác nhận đang học ở trường để về nộp cho địa phương miễn giảm nghĩa vụ quân sự. Đấy, thì cái tờ giấy nó như thế này đây. Phạm Đức Thắng đúng không? Và Thúc Kháng, Bình Giang, Hải Dương. Đấy, rất nhiều bạn trên YouTube, trên Facebook thì hỏi anh học ở trường thì có được miễn giảm quân sự không, thì có trả lời là ở trường sẽ xác nhận cho các em cái tờ giấy là đang học ở trường và nộp cho địa phương để địa phương miễn giảm, không phải đi học, đi không phải đi nghĩa vụ quân sự nữa. Đấy, thì cái tờ giấy này thì sẽ xác nhận cho bọn em. Đây, anh sẽ đưa cho em nhé, cho nó thực tế. Rồi, đây thanh niên Hải Dương cùng quê với chị Thanh. Đây là cái giấy chứng minh thư này. Đấy, bạn nào xuống lấy giấy xác nhận thì phải nộp chứng minh thư. Ok. Ok.